Việc tu hành cần có sự điều độ. Có nhiều người nghĩ rằng tu hành thì phải gấp rút, phải dốc hết toàn tâm toàn ý, vắt hết sức mình ra để học và hành. Hãy thận trọng, vì xưa nay dục tốc bất đạt. Nếu thái quá, dành hết thời gian, tâm trí, thể lực vào việc tu hành thì có khi lại có kết quả chẳng tốt đẹp, vì thân tâm hành giả đã bị động, không giữ được sự thanh tịnh nữa. Nếu lười biếng, không để tâm việc tu học, tu hành thì hóa ra thấy đường đi trước mắt mà không chịu bước đi, thì đến bao giờ mới có thể tới đích được? Tùy căn duyên, tùy ngộ tính, tùy sức khỏe và hoàn cảnh khách quan lẫn chủ quan của từng người mà có phương thức sắp xếp sao cho việc tu hành của mình được điều độ, không quá sức nhưng cũng không quá trì trệ, biếng nhác mà hỏng việc, uổng phí thời gian, uổng phí một kiếp sanh may duyên gặp đạo. Trong Kinh Sám Hối có đoạn rằng: chớ thái quá, đừng lòng bất cập, phép tu hành luyện tập nhiều ngày, làm lành, xem phải, nói ngay, giữ ba điều ấy thiệt rầy phước duyên.